Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Bây giờ là trưa ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 27 tây tháng 10 năm 2020 Thì các bạn cũng đã thấy là thời tiết Cali bây giờ cũng đã bắt đầu lạnh trở lại Mặc dù là trong giờ một ngày qua thì có một số những đám cháy nhưng mà nào mà ở quận Cam thì cũng biết là chúng ta có hai cái đám cháy và nơi thương ở bây giờ thì vẫn còn an toàn nhưng mà hy vọng là không có vấn đề gì nếu như có vấn đề gì thường sẽ thông báo với các bạn ở trên những cái mạng xã hội cho nên các bạn có thể theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội bạn cách ta bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái link như là facebook twitter và telegram để nhận được những cái thông tin thì tuy là thời tiết ở cali đã lạnh trở lại nhưng mà các bạn thấy được là một cái thị trường đang được nóng lên đó chính là bitcoin thì trong dòng mấy tiếng hồi vừa qua Chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ Của đồng Bitcoin trên sàn Coinbase Biểu đồ đến giờ Thì trong dòng mấy tiếng hồi vừa qua Các bạn thấy được là Bitcoin đã có cái sự đẩy lên Rất là nhanh Các bạn thấy được là Bitcoin đã đẩy thẳng lên Tới cái mức là 13.755 Và bây giờ đã chở xuống một phần nhỏ Là cái mức là 13.651 Thì các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng mạnh Thì rất nhiều người đang rất là hào hứng hiện bây giờ Chúng ta thấy là một cái dùng mà rất nhiều bạn quan tâm đến đó chính là cái dùng từ 13.800 đô cho đến 14.000 đô. Tại vì sao? Tại vì đây là cái dùng mà nhiều người cho là nếu Bitcoin qua được thì chúng ta sẽ đi thẳng tới 20.000 đô. Tại vì cái mức từ 13.800 đô tới 14.000 đô là cái mức mà Bitcoin đạt cái đỉnh cao nhất của năm 2019. Và sau cái mức này thì không còn bao nhiêu dùng gãn trở nữa cho nên Bitcoin sẽ đi thẳng tới 20.000 đô. Mặc dù Bitcoin di chuyển mạnh các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào những cái altcoin hiện bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin thì là một lần nữa tiếp tục bỏ xa những cái altcoin như là các bạn thấy được là Ethereum thì chúng ta thấy là cũng tăng nhưng mà đương nhiên không có bằng Bitcoin bây giờ là ở mức là 406 đô tăng 4% XRP, Litecoin, BNB, OS thì cũng tăng nhưng mà khi mà chúng ta so sánh cái sự tăng trưởng này đối với Bitcoin thì chúng ta đổi qua cái biểu đồ của Bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta đổi qua so sánh với là Bitcoin thì với cái sự ngoại lệ của một số những đồng nhỏ

là các bạn thấy được là mất giá khi chúng ta so sánh với Bitcoin đây là một điều rất quan trọng các bạn cần phải hiểu khi như thấy altcoin tăng nhưng mà so với Bitcoin thì Bitcoin bây giờ vẫn là đồng có sự tăng trưởng nhiều hơn thì khi mà Bitcoin tăng trưởng các bạn thấy được là các bạn nhìn vào những cái bài viết những cái trang web như là Twitter thì các bạn thấy được là có rất là nhiều người uh, đang rất là hào hứng về cái tin hình thì bây giờ các bạn thấy được là những cái bài viết như là Raul Paul uh, thì nói là Bitcoin gần đến 13.500 đô thật ra tới cái lúc mà thường đọc cái bài viết này thì bitcoin đã qua 13.500 đô rồi như là thường mới vừa chia sẻ với các bạn thì nhiều người tin tưởng nên chúng ta sẽ đi thẳng tới à, để mà thử cái mức 20.000 đô và Raul Paul cho là trong vòng 3 tháng nhiều người cho là trong vòng vài tuần và thậm chí nhiều người nói là trong vòng thời gian rất là ngắn nhưng mà thời điểm bây giờ với cái sự tăng trưởng đột biến trong thời gian qua thì nhiều người cho là Bitcoin 20.000 đô từ đến cuối năm là một điều hoàn toàn có thể hay là các bạn thấy được là cái bài viết này được chia sẻ cũng là bởi Contagraph thì trong bài viết này các bạn thấy được là CIO của cái công ty UpChain Capital thì nói là nếu như Bitcoin đạt được cái tổng số vốn hóa là 1.000 tỷ đô la là một cái sự chẩn đoán khiêm nhường mà <laughs> thì được 1.000 tỷ đô la có nghĩa là sao? Khi này chúng ta nhìn vào Bitcoin hiện bây giờ thì chúng ta thấy được là vốn hóa của Bitcoin bây giờ chỉ là ở cái mức là 252 tỷ mà thôi 1.000 tỷ đô la thì nghĩa là Bitcoin phải tăng lên 4 lần có nghĩa là Bitcoin phải tới cái mức là 13.600 đô nhân cho 4 thì bạn cũng nên có thể thấy được The Bitcoin sẽ tới cái mức là 53.000 đô, hơn 53.000 đô nếu như mà Bitcoin tăng lên 4 lần đạt được cái mức là 1.000 tỷ đô la như được nói tới trong bài viết này cho nên các bạn thấy được là những cái bài viết bây giờ hoàn toàn là nói là Bitcoin sẽ có sự tăng trưởng và tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng mà trong cái tình hình này thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại một số những cái thông tin tại vì các bạn thấy được là khi mà giá cây đi xuống mạnh, nhiều người hoang mang nhiều bài viết xấu Bitcoin thì Thuận là một người thường hay chia sẻ với các bạn là nhìn vào những cái sự tiến triển khác về mạng lưới của Bitcoin cho chúng ta thấy được là ngoại trừ giá cả dao động mà thôi còn toàn bộ mạng lưới Bitcoin đều đang trên cái con đường tiến triển mạnh thì cũng như là bây giờ các bạn thấy được là khi mà chúng ta có cái sự phô mô mạnh trong thị trường này thì các bạn cần phải suy nghĩ là những cái rủi ro đang tìm ẩn trong những cái sự tăng trưởng này. Tuy nhiên Bitcoin có thể là tăng trưởng từ đây và thực sự đây là cái sự tăng trưởng Bitcoin lên 20.000 đô và lại lên tới con số là 30.000 đô, 40.000 đô như là nhiều người nói hay là không thì hoàn toàn có thể. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu được là trên thị trường bây giờ là cái sự tham lam rất là cao đã ở cái mức là 61 điểm khi chúng ta nhìn vào cái Bitcoin Fear and Greed Index. Có nghĩa là chúng ta nói tới cái chỉ số lo lắng và tham lam thì bây giờ cái mức là 61 có nghĩa là đang trong cái thời kỳ tham lam và các bạn cũng đừng có quên là chúng ta đang nằm trong một cái thời gian ngắn hạn mà có nhiều sự biến động. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thị trường cổ phiếu thì rất là dao động. Lại tiếp tục đi xuống ngày hôm nay. Các bạn thấy được là hôm qua thì chỉ số Dow Jones đã xuống mạnh và hôm nay là tiếp tục đi xuống. Ở cái mức bây giờ là xuống khoảng chừng là 200 điểm, 0,72%. S&P 500 thì hầu như không có sự thay đổi. Nasdaq thì lại có sự tăng trưởng. Cho nên thời điểm bây giờ thì thị trường chứng khoán có rất là nhiều cái sự dao động và lo lắng và chúng ta sẽ nói tới một số những cái yếu tố dẫn đến cái sự lo lắng trong thị trường chứng khoán và cái điều các bạn cần phải hiểu là chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày bầu cử tổng thống và nhiều bạn có thể nói là chúng ta đầu tư vào thị trường bitcoin thì crypto thì liên quan gì đến chứng khoán các bạn cần phải hiểu được là Bây giờ cái sự tương quan giữa Bitcoin và chứng khoán vẫn còn cái điểm cao từ đầu năm cho tới bây giờ các bạn thấy được đây là cái sự tương quan giữa Bitcoin và chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là từ đầu năm cho tới bây giờ thì cái sự tương quan này tăng lên và bây giờ vẫn còn cái điểm là cao thì tuy chúng ta thấy được là trong vòng 2 ngày qua chứng khoán không được tốt đi xuống nhưng mà bitcoin lại có sự tăng trưởng nhưng mà các bạn cần phải nên hiểu là đây có phải là một cái sự tăng trưởng ngoại lệ hay là không hay là thật sự bitcoin đã bước vào một cái thời kỳ khác mà tách rời để họ xu hướng của chứng khoán chúng ta vẫn chưa có biết được nhưng mà một điều mà các bạn cần phải hiểu là thị trường chứng khoán sẽ có cái sự giao động trong vòng vài ngày tới đây Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên hết nhiều bạn cũng có thể đã biết đó chính là yếu tố liên quan đến cái cuộc bầu cử. Các bạn thấy được là cuộc bầu cử là sẽ xảy ra trong vòng một tuần nữa và tháng 10 thường là một tháng mà có sự tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại nếu như chúng ta nằm ở trong cái tháng 10 mà trong cái mùa bầu cử các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ cho các bạn thấy được là từ tháng 1 cho đến tháng 12 thì từng tháng 1 dựa theo cái khoảng thời gian khác nhau nhưng mà một lần mà các bạn thấy được là cái năm mà nó để là election years có nghĩa là những cái năm mà có bầu cử xảy ra thì tháng 10 các bạn nhìn trên màn hình thì tháng 10 cho các bạn thấy được là cái sự đi xuống trung bình là có có nghĩa là thường thì những năm bầu cử thì chứng khoán sẽ đi xuống trong tháng 10 đây là một chuyên điều các bạn cần phải hiểu và các bạn thấy được là ngoại trừ bầu cử ra thì chúng ta lại có những thông tin như là cái sự tăng trưởng của dịch bệnh đã tăng lên trong vòng 7 ngày vừa qua thì nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, 36 tiểu bang đã tăng trưởng lên là 5% cái số lượng ca nhiễm và nhiều người thì cho là chúng ta đang đối đầu với lại một cái mùa đông rất là xấu tại vì dịch bệnh vẫn còn và trong vòng 7 ngày qua thì trung bình cho bạn thấy được là mỗi một ngày cái số lượng ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ đã tăng lên là 69.000 967 ca nhiễm có nghĩa là các bạn thấy là cái số lượng ca nhiễm này là gần như là 70.000 ca nhiễm mỗi một ngày trong vòng 7 ngày qua các bạn thấy được cái sự tăng trưởng không phải là nhỏ và nhiều người thì bây giờ lại lo lắng là khi mà có vaccine thì có thực sự là mọi chuyện trở lên như bình thường hay là không thì các bạn thấy được là Euro có nghĩa là bên khói của châu Âu thì nói là khi mà có vaccine thì nếu như muốn vaccine có thể chích cho tất cả mọi người ở châu Âu thì có phải đợi tới năm 2022 có nghĩa là chúng ta bây giờ chưa kết thúc năm 2020 mà bây giờ nhiều người nói là có thể tới năm 2022 thì mọi việc mới có thể trở lại bình thường lúc đó mọi người mới có thể là được chích vaccine thì các bạn thấy được là tất cả nhiều này sẽ gây đến cái sự lo lắng đối với thị trường chứng khoán tại vì các bạn thấy được là càng ngày chúng ta lại càng hiểu hơn là Trước hết là gói hỗ trợ thì đi tới đâu chúng ta cũng không có biết. Bây giờ rất rõ ràng là mãi cho tới tối ngày hôm qua thì chúng ta vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa chủ tịch hạ viện nancy pelosi và bộ trưởng bộ tài chính stephen newton cho nên mãi cho tới tối ngày hôm qua chúng ta vẫn không thấy cái sự tiến triển và bây giờ tới ngày bầu cử chỉ còn có một tuần nữa thôi thì có được một thỏa thuận hay không thì càng ngày cơ hội đó lại càng thấp xuống thị trường càng ngày lại càng phải chấp nhận đó là sự thật một gói hỗ trợ trước ngày bầu cử hầu như là không thể ngoại trừ là chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận trong vòng vài ngày tới đây nhưng mà đạt xong thỏa thuận thì vẫn cần phải là viết cái dự luật sau đó là phải bỏ phiếu ở hạ viện rồi đến thượng viện thượng viện có cho thông qua hay không thì tôi vẫn không có biết tại vì chúng ta cũng đang nghe những thông tin liên quan đến cái người dẫn đầu của đảng cộng hòa thượng viện Mitch McConnell thì không có thích đàm phán một cái hỗ trợ mà có cái tỷ số giá cao và bây giờ các bạn thấy được là rất rõ ràng là càng đàm phán thì cái gói hỗ trợ càng tăng giá lên cho nên có được thông qua thượng viện không tôi cũng không có biết cho nên bây giờ có được thỏa thuận cũng chưa chắc là thực thông qua được thượng viện cho nên thị trường thì cũng khá lo lắng về cái vấn đề này Cộng với lại cái vấn đề liên quan đến Covid lại tăng trưởng trong thời gian gần đây Cộng với lại là nhiều người lo lắng là khi mà có vaccine thì mọi chuyện cũng sẽ không trở lại bình thường Ngay lập tức mà cần phải có một cái thời gian Tới cái nhiều này đều sẽ ảnh hưởng đối với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Và cái điều quan trọng hơn ở thời gian ngắn hạn đó chính là bầu cử Các bạn cần phải nên hiểu là tất cả những nhà đầu tư thì có ba chọn lựa một là họ sẽ lựa chọn là nếu như mà trò bài thắng thì họ cần phải đầu tư vào những cái bảng đầu tư nào những cái cổ phiếu nào thứ nhì là nếu như mà tổng thống Donald Trump thắng thì họ cần phải đầu tư vào những cái đầu tư nào những cái ngành nào những cổ phiếu nào và thứ ba nếu như mà họ không biết được ai thắng mà họ lo sợ cái sự dao động thì họ sẽ rút tiền ra khỏi thị trường và đây là ba cái lựa chọn của nhiều nhà đầu tư thì các bạn thấy được là mỗi một ngày khi chúng ta có thêm thông tin liên quan đến cơ hội thắng qua cao hơn thì thị trường nó sẽ thay đổi và nó sẽ liên tục thay đổi cho đến cái ngày bầu cử cho nên đó là lý do tại sao thường nói là trong thời gian vài ngày tới đây cơ hội thị trường dao động mạnh là rất là cao và nếu như mà bitcoin vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của chứng khoán thì bitcoin cũng sẽ dao động theo Tuy nhiên trong vòng 2 ngày qua thì các bạn cũng đã thấy được là Bitcoin hầu như đã không đi xuống cùng với chứng khoán. Đây là một cái điểm rất là tốt. Chúng ta muốn thấy được đây là xu hướng lâu dài Bitcoin không tiếp tục đi theo chứng khoán nữa. Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital như là tham gia vào sàn Margin FX đăng ký thông qua link của Thùng Capital sau đó bấm vào link form đăng ký để có thể nhận được hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là những cái sàn giao dịch khác như là sàn Bybit Coinbase, Remitano hay là ứng dụng BlockFi đương nhiên tham gia vào Trading Crypto Thì có rất nhiều nguy hiểm và rủi ro Cho nên không phù hợp Bởi những mà nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao Và bản thân Thuận chỉ thích chung bình giá Đầu tư dài hạn mà thôi Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn